sáng hôm nay là công trình tiếp tục làm trước nhà mình để bi nhăn chặn lại như con đường này bị phong tỏa rồi. Bây giờ họ móc cái cống này, móc cái ống bi này là họ bỏ tiếp tục cái ống hôm qua, coi như tháp vào cái ống hôm qua. Bây giờ là công nghệ cao, có máy móc làm rất dễ. Trước kia mình chết luôn, trước kia là coi như là khiên. Dây ốc cắp luôn. Làm dây chuyền nè, cái này con kêu hay là bên đó kêu vậy? Dạ. Cái này con kêu làm hay là bên kia kêu? Bên công trình nó kêu. Dạ. Bể ống nước này nè, là công trình nó kêu làm hả? Đó bể cái ống nước nè. Làm luôn ha. Chú tưởng đâu là bắt mình phải làm. Chú tưởng đâu bắt mình phải kêu làm nữa. Vậy là được. Làm không có hệ thống mà dính luôn.